Pak Mun mau sekin yum hero tim Pak Mun mau áo dài quên mini world áo dài áo đẹp tới mini world mini world wow mini world wow người Việt Nam dùng hàng Việt Nam mua ngay áo dài tại mini world để chống hero tim các bạn ơi. Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Ta-da! Ok, thì như anh em đã thấy là kế bên cạnh của mình chính là sự hiện diện của bé Trứng Cúc siêu to khổng lồ. Đó, bé Trứng Cúc này gọi là thú cưng của mình. Bé đi luôn luôn đi theo mình, bé không bao giờ gọi là rời xa mình. Hãy đến bên anh đêm nay đây nào. Tới bên anh đi nào, Trứng Cúc ơi. Đó, thấy không? Thì có những bạn nào để ý trên video này, các bạn thấy rằng là cái video này đang thiếu cái gì không? Những bạn nào nhận ra được là video này đang thiếu cái gì hãy bình luận cho mình biết coi nha. Các bạn có 5 giây để bình luận nha. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, đố các bạn rằng là video này đang thiếu cái gì nè. Đó, đúng rồi, video của mình đang thiếu webcam mấy bạn ơi. Đó, mình không có sơm mặt trong cái video này. Thì lý do vì sao mà mình lại không sơm mặt á thì thật ra là có rất là nhiều những cái bạn trong những cái video trước đã bảo mình là anh ơi, em cảm giác gọi là sơm cam nó không cần thiết cho lắm bởi vì là em thích cái kiểu quay ngày xưa hơn. À, có rất là nhiều bạn bình luận như vậy. Cho nên là mình không biết được rằng là các bạn fan của mình có thích mình để cam hay không, hay là không thích mình để cam, bởi vì dạo gần đây á mình để cam hơi nhiều. Và mình muốn hỏi các bạn là các bạn muốn mình để cam tiếp tục hay không. Thì những bạn nào mà muốn mình tiếp tục để cam á, hãy like video để ủng hộ cho mình nha. Nếu như video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ tiếp tục sơm cam nha các bạn. Còn nếu mà dưới 10.000 like thì mình sẽ không sơm cam nữa, bởi vì mình biết là các bạn không thích mình sơm cam. Đó, đơn giản vậy đi. Ok, rồi. Thì trong tập trước thì mình đã xây dựng được một cái cánh cổng này, là gọi là cánh cổng rơm nè, cánh cổng bí ngô nè, và cánh cổng dưa hấu. Đây là những cánh cổng có thể đưa chúng ta đến với được những cái thế giới như là thế giới dưa hấu, thế giới bí ngô á. Cho nên là mình kiếm được khá là nhiều dưa hấu và bí ngô để ăn. Đó, có rất nhiều bạn bảo mình là anh ơi, hãy thử làm cánh cổng gọi là kim cương, cổng vàng các kiểu đi. Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ phải đi kiếm đủ kim cương thì mình mới bắt đầu làm được. Mấy ngày nay mình chơi chung với anh Dịch đó, thì tập này lại vắng mặt anh Dịch rồi. Bây giờ anh Dịch gọi là bận việc quá, anh Dịch không quay clip được, cho nên mình đành phải quay một mình. Thì cái vườn táo này mình đã thu hoạch rất là nhiều lần rồi, và cây nó vẫn cứ mọc táo liên tục luôn. Cho nên là mình có rất là nhiều kim cương. Đây, mình sẽ cho các bạn xem mình đã thu hoạch được đầy một rương luôn, thấy không? Ủa, đầy một rương luôn nè, ghê không? Giỡn thôi, để mình sắp xếp lại nè. Sắp xếp lại thì các bạn thấy là mình chỉ mới kiếm được có 52 quả thôi, bởi vì là cái táo này mọc khá là chậm, lâu lâu nó mới mọc được nguyên một cây như vậy. Rồi, bây giờ chế tạo kim cương nè. Rồi, bấm vào phần trang bị. Chúng ta sẽ chế được một cái nón kim cương, áo kim cương, rồi quần kim cương, và sau đó là giày kim cương. Đó, xịn chưa? Rồi, mặc vào. Quá xịn luôn. Đó, ok. Rồi, vậy chúng ta đã có được một bộ giáp kim cương, có kiếm kim cương nè. Còn gọi là sản hay là cúp kim cương á, thì mình nghĩ là mình sẽ chế sau. Bởi vì cái đó cần có đá điện. Mình sẽ chế một cái cây cúp, cái mũi khoan để dùng để đi khoan đồ tốt hơn. Và trong những cái tập 2 hay là tập 3 gì đó, có rất là nhiều bạn bảo mình là tại sao mà anh lại không vào trong cái tòa tháp này mà anh sống. Ồ, có con nhện này, để mình giết nó đã. Nhện hả mày? Mày hả nhện? Đó, mình đã có giáp kim cương rồi, mình không sợ bố con thằng nào cả, các bạn hiểu không? Có giáp kim cương là xịn rồi. Ui, một con zombie. Mày hả zombie? Rồi, ok, chết nó luôn rồi. Rồi, có rất nhiều bạn bảo mình là tại sao mình lại không có vô cái tòa tháp này mình sống ở vậy? Đó, thì các bạn đã thấy được lý do rồi chưa? Đó chính là trong đây xuất hiện cực kỳ nhiều quái vật luôn, làm sao mà sống trong đây được, các bạn hiểu không? Ây da. Trời, từ từ mình giết bọn nó ra. Ây da. Đông quá. Rồi, ok, để mình giết bọn nó ra. Trời ơi, mấy bạn thấy chưa? Một cái tòa tháp mà lúc nào cũng xuất hiện quái vật như thế này thì làm sao mà sống được? Mấy ông nghĩ làm sao mà sống trên cái tòa tháp này được? Cứ hỡi mà sống được chút xíu là quái vật lại xuất hiện, làm sao mà sống nổi? Đó. Cho nên là mình không thể nào mà sống ở trên cái tòa tháp này được. Cái tòa tháp này có rất là nhiều quái vật, không thể nào mà sống được đâu mấy bạn ơi. Ok, lên đỉnh tòa tháp nè. Đó, thì lý do mà không sống trong tòa tháp này có nghĩa là quá trời quái vật, không thể nào sống được. Làm sao mà sống được, zombie không à. Thì khi mà đứng trên đây thì chúng ta có thể thấy được xung quanh luôn, các bạn thấy không? Mặc dù rất là đẹp nhưng mà mình vẫn không sống được. Ê, bên đây chúng ta có thể thấy được cái gọi là cái tượng nhân sư nè. Ê, tính ra trên đây cao phết nha. Đứng trên đây là thấy được tượng nhân sư luôn các bạn ơi. Ui. Ôi trời, bên kia có cái gì mà nhìn nó đỏ đỏ ta? Ui, cái con gì đang đen phía trên nữa kìa. Ui, what the hell? Cái gì ta? Ui, mấy bạn ơi, mình mới vừa phát hiện ở bên kia có cái gì kìa các bạn ơi. Trời,
leo lên trên cái ngọn tháp này cao hay là cao thì mới nhìn thấy được nha. Ôi tính ra cái đó là gì ta, để mình đi qua mình coi. Trời, tính ra là mấy bữa nay mình chơi mình không phát hiện ra luôn á. Đến bữa nay mình leo lên cái tháp này mình mới phát hiện ra là ở bên đó nó có cục gì đó đỏ mấy bạn ơi. Cục gì đó đỏ ta, tính ra tôi không biết luôn nha. Để tôi đi qua tôi coi thử coi. Ui có cái gì bên đó ta, phải rồi, cái gì mà nó đỏ đỏ nhìn như là lửa vậy bạn ơi, hình như là có cháy rừng bên đó luôn hay sao á. Để mình đi qua mình coi thử coi. Oh my god cái gì vậy, what the hell. Để mình lại gần coi, hình như cái này là quái vật các bạn ơi. Bây giờ mình phải giết mấy con quái vật này đã mấy bạn ơi. Ui chỗ nó quăng cái gì vậy. Ây da, nó lại tiếp tục quăng tơ mình nó rồi. Ây da, mày hả mày, một con mày hả mày, bắn nó. Hai con, ok, chọi đi còn lâu mới trúng được tao. Ôi ây da con bên đây nguy hiểm quá vậy. Ây da, mày hả mày, rồi chết nó rồi. Ui trời ơi, còn có 30 máu à. Mày hả mày, ok chết mày đi con. Ui trên kia có con màu đen bự quá bạn ơi. Ui trời ơi, con này mình chưa thấy bao giờ luôn á. Con này mạnh không ta? Mày hả mày, nó có tấn công mình không ta? Mấy con nhỏ tấn công, không biết cái con lớn nó có tấn công không ta? Biết đâu con lớn nó hiền sao ta? Ok để mình lại gần coi. Ui có bạn ơi, có, đừng giỡn nha. Ui trời ơi. Ôi con này không giỡn với nó được đâu. Con này có tấn công á nha, không giỡn được đâu. Ôi từ từ để mình giết mấy con nhỏ đã. Mày hả mày? Ok mình giết đi rồi. Bây giờ mình sẽ giết cái con bự luôn. Trời, con bự này là con gì mà sao tôi nhìn nó to thế. Con này màu đen luôn à. Ok. Ui à, trời, chết luôn rồi. Chết queo tôi luôn rồi. Con này dùng cung giết nó được không ta, hay phải dùng kiếm ta? Mày hả mày? Ok mình lại gần mình dùng kiếm mình đánh nó thử coi. Ui nó tấn công mình kìa, Ui tấn công cái là nổ bạn ơi. Ui da. Chết, dập lửa. Oh no, mày hả mày. Ui da, trời, chết tôi. Ui cháy, cứu tôi với. Không. Ây da, ui con này khỏe thế. Ui da, trời, phải nồi mình không lại gần được mấy bạn ơi. Ui da, trời. Thôi xong rồi, phải đứng từ xa bắn nó thôi. Mày hả mày. Hy vọng là mình leo lên nó sẽ không thấy mình. Con này cái mắt của nó to quá, không biết nó có thấy mình không ta. Leo lên nó bắn mình nè. Ui nó đánh mình văng xuống lại rồi. Xong rồi. Toan rồi ông giáo ạ. Lấy cây trượng ai cặp ra nè. Chịu hồi con quái vật. Thôi chịu hồi ra. Ui cháy. Ok chịu hồi một con nè. Rồi. Chịu hồi hai con. Tất cả tiến vô đánh chết con này cho ta. Mày đánh tao. Mày rơi xuống dưới đi con. Nó rơi xuống dưới đi. Tấn công mấy con nhào vô tấn công con này cho tao. Ok đúng rồi, chịu hồi thêm nè. Tấn công con mập này cho tao. Mấy con nhào vô tấn công nhanh lên. Ok chịu hồi thêm nè. Nó chịu hồi, mấy con nhào vô tấn công mày. Mấy con của mình nó đang tấn công cái con bự nè các bạn ơi. Cha mày đánh tao hả, mày đánh tao hả. Tấn công đi mấy con. Trời ơi, tại sao mấy con này lại không tấn công ta. Chịu hồi nè. Tấn công cái con mập địch bên kia cho anh. Ây da, chết nữa rồi. Mày được lắm, mày làm tao chết nãy giờ mấy chục mạng rồi mày biết không? Đó, tao dập lửa ra xong tao nhào đánh mày. Ui, phải dập lửa không thôi là chết. Mày. Ui chết chưa? Ui, chết queo rồi. À ha, yếu vậy. Tụm kinh nghiệm coi. Ôi, ủa nó có rơi ra gì không ta? Gì đây? Cung xương rồng. Ô, phải nè. Phải nồi. Cái gì đây? Cái gì? Cung xương rồng á. Ở cái chỗ này lửa không mà ồn quá. Phải chạy ra đây mới được. Cung xương rồng á. What the hell. Ui mình mới giết con đó mà mình lượm được một cái cây cung xương rồng mấy bạn ơi. Wow. Cây cung này nó có khác cái cây cung bình thường không ta. Cung gỗ nè, còn đây là cung xương rồng. Cung xương rồng nhìn nó có màu tím tím nè. Có vẻ là khá là đẹp nha. Mà không biết nó có mạnh không ta. Để mình chịu hồi thử một cái con gì ra mình bắn nó coi. Mày hả mày. Ơi, hình như con này đồng minh của mình bắn nó không được. Nhưng mà cái cung xương rồng này nó có mạnh không ta? Mấy bạn ơi, mấy bạn nào mà biết là cái cung xương rồng này có mạnh hay không, mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Ủa, mình giết con đó mình được có mỗi cái cung hả ta? Đáng lẽ nó phải cho mình kim cương hay là cái gì đó. Không, kim cương nhà mình có nhiều rồi. Đáng lẽ nó phải cho mình gọi là
một cái vũ khí gì đó mạnh hơn chứ tại sao lại là cây cung? Mà cái cung này mình không biết nó có xịn hay không đây. What the hell? Để mình về nhà coi, mình nghe nói là cây cung này á là bình thường khi mà ai mà giết rồng á, sau đó dùng xương rồng có thể chế ra được. Còn bây giờ thì mình giết cái con này xong là mình chế được luôn. Lạ nha. Mà không biết cây này nó có mạnh hay không đây. Mình thấy nó cũng bình thường, bắn ra mũi tên bình thường chứ nó cũng không có gì đặc biệt cả. Oh my god, thôi kệ, cứ đem về nhà cất vào trong rương đã. Rồi bây giờ mình sẽ cất cây cung này vào trong rương nè. Ok, để vào trong đây đi. Khi nào anh dịch vô mình sẽ hỏi anh dịch thử, chứ mình chưa biết về cái này. Rồi, ok. Và từ nãy giờ mình tính là mình vào đây và mình gọi là quay một cái clip gọi là xây dựng hay gì đó. Ai dè đâu mình gặp nguyên một cái con gọi là một mắt to đùng đang thui hồi lùi. Đó, thế là mình nhào vô mình giết nó. Và hình như là video này là hơn 10 phút luôn rồi. Rồi, thôi kệ đi. Nói chung là có cái con đó để mình quay cho các bạn xem cũng được. Ok, rồi. Và mình cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero đó nha. Và trong tập này thì mình đã có thể gọi là giết được cái con gọi là con quái. Là con quái gì ta? Chắc mình sẽ gọi con đó là con một mắt đang thui hồi lùi đi. Ok, con một mắt đang thui hồi lùi mình đã giết được nó. Và sau đó mình đã lấy được một cái cây cung gọi là cung xương rồng gì nè. Mình không biết nó có mạnh hay không. À, bạn nào biết hãy bình luận cho mình biết nha. Cái mình thấy nó cũng là lạ nè. Ok, và nếu những bạn nào muốn mình tiếp tục làm vùng đất chết hãy bình luận cho mình biết nha. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em phải nồi.